Bây giờ là 9 giờ 36 phút. Hôm nay là thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2024. Trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đài hàng xuất ăn điện 220V. Chiếc đài này của hãng JVC, có model là V55. Số điện thoại để mọi người liên hệ Trần Văn Chốt 0368888479. Nông dân hân hạnh được phục vụ. Đây là chiếc đài của hãng JVC, có model là PCV55. Chiếc đài này ăn điện 220V. Đài 3 cục, hai cái loa có thể tháo rời ra khỏi cục máy. Cái đài này nguyên bản cái loa là không phải có cái đài này. Đấy, nguyên bản của nó là cái loa khác. Cái loa này là cái loa của đài JVC PCW100 chứ không phải là loa của đài JVC PCV55. Đấy là cũng xin thưa luôn để cho nó rõ văn nét, rõ văn nét. Chiếc đài này thì mình mua ở trên Sài Gòn về. Chưa có lau dọn gì cả. Tình trạng hoạt động của nó bây giờ radio thì đang rất chi là tốt, nét, trần văn nét. Đường line in đây. Đường line in này hoạt động bình thường. Bộ equalizer này hoạt động bình thường. Chiếc đài này nó có cái loa bass ở bên trong, nó có loa bass ở bên trong. Thế nên là nghe là nó cũng rất chi là trầm ấm. Nếu cứ để như thế này thì trân trọng gửi tới quý vị và các bạn một mức thóc 850.000 đồng, 850.000 đồng. Đấy. Thế còn có ai mà có nhu cầu mình tháo ra tắm rửa vệ sinh sạch đẹp thì mình sẽ tiến hành. Thế còn cứ để như thế này thì 850.000 đồng. 850.000 đồng là tiền đài, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Vừa mới thông tin về tình trạng hoạt động là radio tốt, nét, line in hoạt động bình thường, băng cassette đang chạy, băng cassette đang chạy, tiếng thì nó cũng chưa được sắc bén cho lắm đâu. Đấy, tiếng thì nó cũng chưa được sắc bén cho lắm nhưng mà đang hoạt động bình thường nhá. Đài không có bị vỡ nứt gì cả. Này hôm lấy về là đây này, hôm lấy về để rõ 900 này. Đấy, hôm nay thì coi như thế là gửi mọi người 50.000 đồng. Mình đo cái kích thước của cái đài này nhá. Chiều dài của chiếc đài này là 63 cm. Chiều dài là 63 cm. Chiều cao của chiếc đài này là 20 cm. Chiều sâu của chiếc đài này là cũng xấp xỉ 20 cm. Đấy, đài này rất chi nặng, đài nặng. Sạch. Đài này phải bê chứ không không gì được. Bê hoặc khinh. Nặng lắm, đài nặng lắm. Đấy. Không có bị vỡ nứt gì cả. Ở bên trong này nó có loa bass, loa trầm ấy, loa trầm ở bên trong nên là nghe nó trầm ấm lắm, nghe trầm ấm lắm. Đấy. Tem này. Đấy, JVC PCV55U. Đấy là còn limited, đây là phiên bản giới hạn nhá, phiên bản giới hạn, sản xuất rất ít. Sản xuất để phân phối cho bên nội và bên ngoại. Thế nên là chất lượng của nó vượt trội, chất lượng của nó vượt trội. Vừa rồi đã giới thiệu tới mọi người chiếc đài JVC có model PCV55. Trước khi dừng video mình thông tin lại một lần nữa. Hai cái loa này là không phải của cái đài này. Hai cái loa này là cũng của hãng JVC, thế nhưng mà nó là của cái hãng JVC PCW100. Đấy, cái model W100. Thế còn cái đài cái loa mà của cái đài JVC PCV55 này thì nó khác. Đấy. Thế nhưng mà cái đài này đấu hai cái loa này và vẫn nghe bình thường. Thứ trước tiên là nó cùng một hãng, cái thứ hai là hai cái loa này nghe cũng rất chi là tốt nhá. Đấy, tức là hà nôm na ngắn gọn lại là hai cái loa live thế cho nó nhanh. Thế còn cái loa zin của nó, đẩy cái loa zin của nó ở trên kia cơ. Đây. Đây cái loa zin của nó. Đây, mình có hai chiếc. Đấy là cái loa zin của nó đấy. Đấy, mình có hai chiếc, một chiếc này là mới lấy về, còn chiếc kia lấy lâu rồi. Đấy, chiếc này là loa live. Tình trạng hoạt động là radio FM AM tốt, nét. Đường line in hoạt động bình thường, bộ equalizer hoạt động bình thường, băng cassette đang hoạt động nhưng tiếng nó chưa được ưng cái bụng cho lắm. Ủa, cái đài này lại còn có vớt này, lại còn có vớt, vớt, còn có vớt, mình không biết là cái vớt nó còn chạy không thì không biết, thì không mua cũng không kiểm tra đâu. Đấy. Cứ để như thế này thì 850.000 đồng. Thế còn nếu mà tháo ra tắm rửa lau dọn thì đương nhiên là phải thêm thóc, không nói thì mọi người cũng biết.
Thôi mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.